Em tiến kính chào các bác nhé. Thì hôm nay một video rất là độc lạ và các bác các anh chúng ta đang nhìn thấy, tuy trông nó nhỏ nhoi này thôi nhưng mà cũng khá khá tiền. Thưa quý vị các bác của anh em, hôm nay thì em sẽ không giới thiệu về loa hay là âm đi, mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị các bác các anh em chúng ta về những món đồ cũng trong đó gồm có là về sức khỏe. Em muốn chia sẻ tới quý vị các bác của anh em về những cái bộ dây mà em lấy từ bên Đức về các bác nhé, lấy từ bên Đức về hàng Dia Bay. Thì thưa quý vị các bác của anh em chúng ta, đầu tiên thì em giới thiệu cho quý vị các bác anh em chúng ta về một cái lọ thuốc trước. Thì cái lọ thuốc này là khách là cũng đặt của em nhé, khách cũng đặt thì em lấy về. Cũng đã lâu rồi thì em không chia sẻ những cái thuốc cho tất cả mọi người, ví dụ như là nam hay nữ, cao tuổi hay là trẻ tuổi đều dùng được các bác nhá, và rất tốt, cực kỳ tốt. Bản thân em Tiến là một người dùng cái này và em Tiến cảm nhận nó là uống vào trong vòng 1 tuần thôi là thấy trong người cực khác, cực khác. Tức là một cái thuốc hỗ trợ về gan, giải độc gan các bác nhá, giải độc gan. Cái thuốc giải độc gan này đến từ Nhật các bác nhá, các bác nhìn này, nó toàn chữ Nhật thôi, đúng không? Em quay như này thì các bác các anh em chúng ta có thể nhìn thấy và cũng tự chụp lại màn hình để anh em chúng ta xem xét vào sản phẩm. Thì thưa quý vị các bác các anh em chúng ta, cái thuốc giải độc gan này nó đặc biệt tốt cho cánh mày râu, là chúng ta thấy trong người nóng nhá, là đặc biệt em Tiến đây nói đây không phải là một nói để bán sản phẩm đâu, mà cái này là em thấy nó tốt cho nên là em muốn là giới thiệu tới quý vị các bác của anh em thôi. Thì tất cả những món hàng như thế này, đây món hàng như này và những món dây như này thì hàng em Tiến là ship theo đường bay về các siêu thị từ Nhật Bản rồi các siêu thị nước ngoài đấy, vì tại vì chúng em có trang để đấu giá. Còn đâu là không phải là em Tiến có một cái loại thuốc này đâu nhé, ví dụ như anh em chúng ta bị dạ dày này, gan này, rồi các cái chức năng thực phẩm như là mỹ phẩm của bên Nhật đấy, mỹ phẩm luôn, rồi các cái về cái được tiêu hóa về gan rồi là dạ dày thì anh em có thể gặp em Tiến đấy. Em Tiến nói thật với quý vị các bác anh em chúng ta là cái lọ thuốc mà giải độc gan này đến từ Nhật Bản nó quá công dụng luôn, thật sự quá tốt, giá của nó cũng không hề rẻ các bác nhá. Đấy, giá thì em đọc ra các bác không biết là đối với các bác là rẻ hay là đắt thì em không biết, thế nhưng mà thật sự nói là nếu như các bác cho nó là đắt thì các bác bảo là đắt, còn các bác cho bảo là vừa nó tốt cho sức khỏe thì anh em cũng quá là ok. Nhưng bản thân em Tiến thì em Tiến bỏ ra cái số tiền này và em dùng cái lọ thuốc này thì em thấy nó quá là đáng dùng, quá đáng dùng các anh em nhé. Đây là một lọ thuốc nó toàn tiếng Nhật thôi anh em nhé, toàn tiếng Nhật thôi, em cũng không biết là dịch nó như thế nào, cái loại thuốc gì đấy, bởi vì mình không có cái kiến thức về cái tiếng Nhật này. Thì em chỉ biết là đây là cái lọ thuốc như thế này thì anh em có thể chụp ra và có thể dịch nhé, có thể dịch nhé. Thì là cái lọ thuốc này nó gồm có là 180 viên, 180 viên công thức chuyên về giải độc gan. Đây em dịch ra rồi và cũng sẽ đọc thành phần cho quý vị các bác anh em chúng ta. Các thành phần của công dụng của lọ thuốc này thì gồm có cái chữ cái chức năng của nó thì cũng toàn tiếng Tây thôi, và dịch theo tiếng Việt thì nó chứa các thành phần đại tiếng Tây, xong rồi cam thảo rồi các thứ, chỉ nó xong là cái tên thuốc ấy thì nó là tiếng của Nhật, là em không dịch được này, và sau đó là chỉ có ở Nhật Bản. Đấy, chỉ có ở Nhật Bản. Đây các bác này, đây em đang dựa vào cái bản dịch này nhé, dựa vào cái bản dịch này để em dịch cái lọ thuốc này. Đấy, thì nói chung quy là nó là một cái liệu trình thuốc chuyên về giải độc gan, hỗ trợ xem là đào thải rượu bia này, vitamin B giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ gan tốc độ thường xuyên sử dụng bia rượu hay thực phẩm tạp hàng ngày, hỗ trợ tăng cường thanh lọc cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan như xơ gan, ung thư gan, nóng gan, giúp làm giảm nhanh các triệu chứng,
của gan nhiễm mỡ, gan giảm mẫn cảm thành phần của chức năng bị kém đấy, còn bổ sung đấy, thì cái viên này nhá, dịch lên cái hệ thống dịch nhá, nó sẽ ra một cái hàng chữ này và em đã chụp lại cái màn hình để cho anh em, trong em đọc cho anh em. Thế thì lọ thuốc này ấy, thì là trong cái một cái hộp của nó nhá, trong một cái hộp của nó là 180 viên đấy, hộp một hộp thuốc là 180 viên và liều uống uống hàng ngày, tức là ngày uống 6 viên đấy, ngày uống 6 viên bất cứ là lứa tuổi nào cũng dùng được, ngày uống 6 viên, mỗi lần uống 3 viên trước ăn sáng và ăn trưa, trước lúc ăn sáng và trước lúc ăn trưa anh em nhá. Đấy, em muốn chia sẻ cái lọ thuốc này cho anh em. Em đã mua hộ rất nhiều và bản thân em Tiến là một người cực kỳ nóng gan. Nóng gan thứ nhất là em Tiến này, nếu mà uống rượu bia là em Tiến không uống được, bởi vì là cứ có một chút rượu bia vào nhá, nếu mà cái chén uống chè ấy, em Tiến chỉ còn làm 2 cốc thôi. Nếu mà có anh em có ngồi vui làm 2 cốc thôi. Là người nó mần ngứa đây rồi, nó mần ngứa, nó nổi tịt đây rồi. Đấy là mình có như em Tiến này, em Tiến dị ứng với lại rượu bia. Bởi vì là nó quá nóng, trong người nó quá nóng. Và trong người em Tiến thì nó máu nóng, thì các bác thừa biết là mụn nhọt nó mọc rất là nhiều. Đấy. Cho nên là em Tiến đã được anh em bên kia người ta giới thiệu cho cái lọ thuốc này, và em Tiến cũng đã dùng một nọ thì khỏi luôn anh em. Dùng một nọ này thôi, khỏi luôn các bác nhá, khỏi luôn. Và từ đó là nếu như mà đang trong cái thời gian mà dùng thuốc này nhá, dùng thuốc xong rồi nhá, dùng một nọ thôi, là anh em chúng ta uống rượu bia cũng được nhiều hơn, khi mà anh em chúng ta gặp anh em bạn bè gặp uống rượu bia nhiều hơn, và uống không bị ngứa đâu anh em nhá, uống vào không bị ngứa, không bị mần đâu. Đấy, giải độc cực kỳ tốt, giải độc gan cực kỳ tốt. Cái lọ thuốc này thì em sẽ chia sẻ và bán cho quý vị các bác anh em chúng ta với giá là 1.350.000 các bác nhá, 1.350.000 một nọ thuốc này. Đây là một nọ thuốc em Tiến cũng chưa bóc tem các bác nhá, chưa bóc tem, bởi vì đây là hàng khách đặt rồi, em chỉ giới thiệu thôi. Đấy, bán giới thiệu xong cho anh em mà về cái lọ thuốc này, anh em chúng ta các bác có nhu cầu nhá mà muốn sử dụng cái lọ thuốc này thì hãy liên hệ với em Tiến và đặt tiền, em Tiến sẽ ship từ ở bên siêu thị Nhật về cho anh em nhá. Hàng ngày Việt Nam không có đâu anh em nhá. Thì thưa quý vị các bác cùng anh em, tiếp theo nữa là về những cái chương trình dây noa thì anh em thấy này. Đây là em Tiến cũng đặt từ bên thị trường Tây, thị trường Tây nhá, là một quận, đây là một quận dây noa nhá. Cái quận dây noa này thì em đã cắt hết ra rồi. Một quận dây noa này chúng ta thấy là đều là toàn là tiếng Đức, tiếng Tây. Đấy, thì nó có cái kích cỡ kìa. Xong rồi là số mét, thì quận này nó là 30 mét, quận này là 30 mét các bác nhá. Và các bác nhìn dòng chữ LED không ạ? Nhìn dòng chữ ghép Mali. Đấy, nhìn dòng chữ ghép Mali. Đấy, anh em theo này này. Dòng chữ ghép Mali này. Đấy. Thì ở trên dây này nhá. Ở trên dây này đều là có dòng chữ ghép Mali hết các bác nhá. Đều có dòng chữ ghép Mali của Đức. Đấy thì cái dây này thì em Tiến mua quận này, quận mới anh em nhá, quận mới cứng luôn nhá. Anh em thích thì vào Zalo, em sẽ gửi cả quận này khi mà em chưa cắt ra, gửi cả quận này cho anh em để anh em biết là em Tiến đặt từ hàng từ bên Tây về. Chứ thực ra mà nói, anh em dùng những bộ loa mà anh em chúng ta cũng đừng lên tiếc những cái dây. Đấy, dây tốt thì tín hiệu của chúng ta nghe sẽ khác biệt hoàn toàn anh em nhá. Anh em chúng ta bỏ ra số tiền cũng không phải là với cái quận này, thì đây là một bộ này. Một bộ, tất cả những bộ này là đều như nhau hết, kích thước đều như nhau hết. Đó là 2,5 mét một vế các bác nhá. 2,5 mét một vế, thì tổng thể là cái quận dây này nó đang có cái chiều là 5 mét cho một đôi dây noa, một đôi noa anh em nhá. Tức là mỗi vế noa của nó là 2,5 mét. Đấy, anh em chúng ta sử dụng 2,5 mét cho một vế, đôi này là vế tiêu chuẩn anh em nhá. Còn dây của nó đây. Dây của nó là dây đồng đây anh em này. Đây em đã vắn vào rồi. Đấy, dây đồng cực kỳ tốt, chất liệu cực kỳ tốt, dây đồng thì đánh nó đều dài anh em nhé, nó đều dài. Đấy, và đây là cái rắc bắp chuối mà em Tiến đang đấu giỏ này, rắc bắp chuối này, cái rắc này cực kỳ bền nhá. Em Tiến nói thật, tôi không nói ngoa quý vị các bác anh em chúng ta câu là cái rắc này là rắc Lakamichi của Nhật nhá, hàng xịn của Nhật, nó không giống như hàng gia công của Việt Nam hay là những hàng gia công của Trung Quốc hay lằng nhằng đâu. Mà đây là hàng xịn của Nhật, mà bản thân em Tiến nhá, là những người mà làm noa, cái nghề nghiệp của em Tiến thì cắm da rút vào suốt. Đấy, dùng cái rắc bắp chuối này cắm da rút vào suốt, mà em dùng cái rắc này, duyên cái rắc này không nói sai một câu nào, dùng 5 năm, em Tiến dùng 5 năm mà vẫn còn nguyên các bác nhá, dùng 5 năm vẫn còn nguyên, không xi nhê một cái gì. Còn chúng ta thấy là một số anh em cũng không nói ngoa, anh em chúng ta mua những sợi dây bên ngoài đường, ở chợ người ta bán ấy,
cái rắc cũng như này, nhưng mà anh em chúng ta chỉ vào chỉ cắm một thời gian nó tự nỏng và nó tự hỏng luôn anh em nhé. Đấy, một thời gian rất ngắn thôi. Và cái rắc bắp chuối này nó không tốt nhá, thì nó không ngậm chặt được, nó không mút được, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng đến mô ve. Thường thường anh em mua những cái dây đấy, anh em bỏ hẳn cái rắc bắp chuối ra, anh em bỏ hẳn bắp chuối ra, xem em cấu, anh em cấu dây đồng này, cho em bắt vào âm đi hoặc bắt vào loa thì sẽ chắc hơn là dùng cái bắp chuối đảo đấy anh em nhé. Đấy, thì cái rắc bắp chuối này nhá là em cũng không bán đâu, bởi vì em mua về em để đấu dây loa cho anh em thôi. À, mua về đấu dây loa cho anh em, cũng không bán anh em nhá. Đấy, thì anh em có nhu cầu muốn sử dụng rắc bắp chuối thì em sẽ đấu hai đầu cho anh em. Còn đâu anh em dùng nhà loa mà mê âm đi mà dùng một rắc bắp chuối thì anh em chúng ta bảo em Tiến là hàn một đầu cho anh. Đấy. À, bắt vít một đầu bắp chuối cho anh. Còn đâu không nữa thì nhà các bác không có những cái chức năng dùng bắp chuối nhá, rắc bắp chuối thì anh em chúng ta có thể mua dây như này xong và anh em chúng ta cấu đồng như này. Cấu đồng như này thì anh em chúng ta cấu vào âm đi. Đấy, bắt vào âm đi và bắt vào loa luôn, càng chắc anh em nhá. Rồi. Còn đây là một những trong những cái loại dây tín hiệu từ âm đi ra loa nó cực kỳ tốt đến từ Đức anh em nhé. Và giá thì em xin báo cho quý vị các bác anh em chúng ta là một cái bộ dây như này 5m là mỗi một bên mỗi một vế là 2,5m thì em bán cho quý vị các bác anh em chúng ta với giá là 1,6 triệu anh em nhé. Giá 1,6 triệu. Đấy. Dây của nó rất là vừa phải thôi, nhưng mà cái chất của nó, cái quan trọng là cái chất nhá, chứ đừng anh em đừng bì hàng của em với lại những cái hàng mà gia công bán ở chợ hay là bán ở đường trông nó to phạc, nó to như là cái ngón tay cái rồi ngón chân cái, xong còn thậm chí còn to hơn. Thế nhưng mà cái dây đó toàn hàng dây gia công thôi anh em nhé. Đấy, các bác thấy những cái dây đó nhưng mà nó là dây xịn nhá, các bác anh em chúng ta phải bỏ ra hàng tiền trăm triệu ấy, mấy vài chục triệu nhá anh em mới mua được cái dây to như vậy. Còn đâu là đừng có nói cái chuyện mà bổ dây to đùng xong bắt đầu có giá 1-2 triệu rồi mấy này 3-4 triệu, không có đâu anh em nhá, không mua được đâu. Đấy là em chia sẻ và nói thật với quý vị các bác anh em chúng ta vậy anh em nhá. Đây, những dây em Tiến lấy về là toàn dây tốt từ trước đến giờ, toàn dây tốt, dây xịn cho anh em, bán cho anh em. Anh em dùng dây của em anh Tiến anh em sẽ biết ngay về chất lượng của nó. Và anh em chúng ta có thể đi cầm dây chúng ta, anh em chúng ta đi đo, đi so là anh em sẽ biết cái tín hiệu dây của em Tiến nó làm sao. Nó cực kỳ tốt, chất lượng nha anh em nhá. Đấy. Toàn dây đến từ Đức, ghép Bali, được in ở trên những cái hàng chữ xung quanh dây này, cái in dày luôn này. Đấy, ghép Bali. Đấy. Dòng chữ này nhá là anh em chúng ta nhá, không bao giờ tẩy xóa được anh em nhé, không bao giờ tẩy xóa được. Cái hàng xịn ấy thì ghép Mali, chữ ghép Mali nó nhỏ này, nó bé này. Nhưng anh em chúng ta đừng nói chuyện là tẩy xóa, bởi vì hàng xịn không có chữ tẩy xóa. Còn đâu những hàng gia công ấy là toàn những là in ấn vào thôi, anh em chúng ta cầm cái xăng thơm ấy, anh em chúng ta vuốt phát hết luôn đấy anh em. Đấy, em chia sẻ nói thật cho anh em vậy nhá. Rồi, ok, kính chào tạm biệt quý vị các bác anh em chúng ta. Anh em có nhu cầu muốn sử dụng cái dòng thuốc để hỗ trợ giải độc gan thì alo cho em Tiến, em đã giới thiệu cho anh em. Còn dây Đức rồi là rắc bắp chuối các thứ rồi, ok nhá. Cảm ơn quý vị các bác anh em ta rất nhiều đã dành thời gian và Ngọc và giới thiệu có một chút thôi mà cũng đã hơn 13 phút. Cảm ơn quý vị các bác anh em chúng ta đã dành thời gian theo dõi video.